Chị ơi, em làm xe ôm em cũng là con người mà chị. Em phải đi kiếm tiền em nuôi gia đình chứ. Ngày nào gặp khách cứ chờ lâu như chị, đi hai khách em hết ngày à. Chị ra nhanh với em cái. Chị ơi, trời nắng chị đi ra luôn rồi em cái. Đứng này góp khổ. Anh làm xe ôm thì anh chở em một tí thì có mất gì đâu mà. Từ lúc chúng mình chia tay đến giờ em ổn không? Cũng không ổn lắm. Anh không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh này đâu. Em cũng vậy. Em có người yêu mới chưa? Em chưa. Còn anh thì sao? Anh đã quên được người yêu cũ đâu mà có người yêu mới được. Thế là chúng mình giống nhau rồi đấy. Hay là mình quay lại được không anh? Được chứ. Thế quên gì quay lại lấy em? Không. Quay lại ở góc đôi đường nhưng mà hồi chỗ quen biết anh lấy thêm 20 thôi. Mà em có quay lại cái chỗ kia luôn không? Để tiện đường anh chở qua luôn. Không cần. À, cho chị mũ. Tại sao đi đâu thì cứ gọi anh thì chạy quay quay khu này thôi. Sao mặt khó chịu nhỉ? Anh gọi em ra đây gấp có chuyện gì thế ạ? Anh nói luôn này, anh đang bị gia đình dục lấy vợ. Nên là bây giờ anh phải chốt với em luôn là phương án em có chấp nhận lấy anh làm chồng hay không, để anh biết đường anh tính toán. Nhưng mà cái đấy anh phải cho em thời gian tìm hiểu chứ, em với anh đã biết gì về nhau đâu ạ? Với anh mà em phải cần thời gian tìm hiểu. Em sẽ không bao giờ tìm được một thằng nào mà hơn anh được ở trong khu vực này. Em biết anh có những gì không? Thì anh có những gì ạ? Đầu tiên anh là thằng giàu nhất khu này. Không có một thằng nào trong khu này mà có tổng tài sản hơn 2 tỷ như anh. Ơi, 2 tỷ đấy thì anh cho em. Không hề giả anh đâu nhá, nhá. Anh cho em đấy. Hiện tại anh cũng có 4 tấm sổ đỏ. Đó, 4 mảnh đất. Em về em thích chọn mảnh nào em ở, anh xây nhà cho em. Đó. Anh gọi em ạ? Em ơi, anh mới mua thêm 8 mảnh đất này, 8 cái sổ đỏ. Em về em cất hộ anh nhá. Alo, nhà mình nhiều sổ đỏ lắm rồi anh ạ, kín hết cả két rồi. Phải mua két mới anh ạ. Thế em chủ động em mua két mới rồi cất hộ anh. Dạ, dạ, vâng. Thế em cứ mua chục 20 cái dự phòng vậy. Tùy em. Dạ, 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 em chào anh ạ. Dạ. Anh bây giờ cũng có 4 con ô tô. À, em thích con nào, em chọn em đi. Kể cả thích tất cả, em lấy tất cả đi luôn. Dạ vâng bố ơi. Vâng, nhà mình có 20 cái ô tô thì bố thích cái nào thì bố cứ lấy bố đi ạ. Dạ, sao bố? Chú mình chưa có ô tô ấy ạ. Vâng, thế bố xem là trong 20 ô tô đấy thì chú thích cái nào thì bố cho chú một cái nhá. Vâng, thì để nhà mình cũng có đi hết đâu bố. Dạ, dạ, dạ. Này, mặc dù anh đẳng cấp nhưng mà tiêu chuẩn lấy vợ của anh ấy rất thấp. Anh chỉ cần một người mà xinh như em và ngoan với anh là được. Dạ vâng, tiêu chuẩn tìm vợ của con thì có gì đâu bố, bạn ấy phá tí cũng được ạ. Vâng, nhà mình nhiều tiền mà, bạn ấy về bạn phá bớt đi ạ. Vâng, vâng, con vẫn đang tìm bố ạ. Dạ, dạ. Thế bây giờ anh chốt luôn nha. Em có lấy anh làm chồng không? Anh để em hỏi anh bàn bên ạ. Anh ơi, anh thấy em có được không ạ? Em quá được luôn đấy chứ. Anh có đủ tiêu chuẩn của anh không ạ? Em này thừa tiêu chuẩn chứ đủ gì nữa. Dạ thế ạ. Em thấy anh thế nào? Quá được ạ. Thế thì hai đứa mình gì luôn nhỉ? Dạ vâng ạ. Em đi anh nhé. Ok ạ. Thế này thằng con thế nào nhỉ? Thế nhá, cậu về đi. Muốn ăn gì thì bảo vợ con nó mua cho mà ăn. Vâng. Mời bệnh nhân Dương Thái Quá vào ạ. Em chào anh. Chào chị ạ. Chào cậu. Cậu khám gì nhỉ? Tình hình là cách đây một vài đời là gia đình em có một vài người là bị tiểu đường. Thế nên vợ em nó nghi em đang bị tiểu đường. Bác sĩ thử khám em có bị tiểu đường hay không? Tôi hiểu rồi. Cậu chuẩn bị cho tôi một ít nước tiểu nhá. Em có rồi. Mang bia đâu này? Không, đây nước tiểu. Nước tiểu nhiều này à? Em tiểu từ đêm hôm qua. Không cần nhiều này đâu. Thôi được rồi.
này nhá. Dạ. Cậu lấy cho tôi một đi nước tiểu. Dạ. À, không phải đây. Cậu ra ngoài cơ, có dụng cụ lấy nước tiểu đấy. Cậu lấy rồi đợi tôi ngoài đấy. À. Ừ, chúng tôi xét nghiệm khi nào có kết quả thì tôi gọi vào tôi báo nhá. Em chất vào cái lọ ở bên ngoài đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Muỗi. Theo những chỉ số mà chúng tôi xét nghiệm ấy thì cậu hoàn toàn bình thường, không bị tiểu đường đâu. Ôi thế ạ? À? Cậu gọi điện báo tin cho vợ đi cho cô ấy ôi, mừng. Ôi, thế thì tốt quá. Để gọi điện cho vợ em luôn. Ừ. Alo. Vợ ơi, tình hình là không việc gì. Anh đã bảo em rồi, không việc gì phải xét nghiệm từng người trong họ làm gì cho nó tốn tiền. Tối hôm qua anh bảo mọi người là tiểu hết vào cái can, anh đi xét nghiệm một lần rồi xong đây. Ừ, không ai bị tiểu đường đâu. Em gọi cho mọi người thông báo là đi ra quán nước mía uống nước mía liên hoa đi. Không việc gì nha. Ok, ok, ok. Em cảm ơn anh. Em biết rồi. Này, 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 này. Thì còn cái này. Thôi, em tặng anh chị làm gì làm. Em biết rồi. Như này, em mới nhận lời tỏ tình của bạn trai em ngày hôm qua đấy. Thật á? Vâng. Hôm qua chị cũng được tỏ tình đấy. Mày được tỏ tình ở đâu? Anh ấy tỏ tình em trên tầng 65, tầng cao nhất của tòa nhà trong thành phố luôn. Chị cũng thế. Thế á? Ừ. Nhưng mà bạn trai chị tên là gì? Tên đầy đủ là Vũ Công Khoác. Alo, anh đang ở đâu đấy? Đến ngay quán cà phê Ban Mai, em có chuyện muốn nói. Ờ, Minh, có việc gì mà gọi anh gấp thế? Trùng hợp thôi, nó trùng hợp thôi. Anh đi đâu mà em gọi từ nãy giờ, giờ anh mới đến. À, khổ quá, anh đi tiện đường anh tạt qua cửa hàng đồng hồ, anh mua cái đồng hồ mới. Hai đồng hồ mới của anh đẹp không? À, nó chỉ là trùng hợp thôi em. Đúng rồi. Mà làm gì mà lâu lắm đâu, em gọi anh chắc khoảng 10 phút anh mới đến. Đây, nửa lúc em gọi nha, khoảng 10 phút này là anh đến. Đúng 10 phút, 11 phút. Điện thoại này còn giống nhau nữa. Nó vẫn là trùng hợp thôi em ơi. Đúng rồi, em phải tin chị. Điện thoại giống nhau thì tôi không nói, nhưng đây hình nền hai người cũng giống nhau nữa. Rốt cuộc hai người là như thế nào? Khổ quá, đây nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Anh với cô ấy có biết nhau đâu. Lần đầu tiên chị gặp anh ấy đấy. Thôi, chia tay đi, anh đúng là đồ tồi. Ơ kìa, Minh ơi. Minh ơi, sao cô lại mặc quần áo giống tôi? Có anh bắt chước tôi ý. Này, để cả đồng hồ nữa, anh mua sau anh cứ bắt chước tôi. Đồng hồ thì sao cô dùng điện thoại giống tôi, đặt hình nền giống tôi là thế nào? Người ta thích hình này thì người ta để. Dày, sao nó lại trùng hợp thế nhỉ? Cô quê ở đâu ấy? Quê Phố Nối. Dày, Phố Nối đây. Tại cô tôi mất người yêu đấy. Tại anh ấy làm ra bao nhiêu chuyện trùng hợp xong rồi lại đổ tại tôi. Thôi, tôi không nói chuyện cô nữa. Phố Nối đây. Phố Nối.